vì mình là người làm thuê đâu dám cãi lời ai, chỉ mong sao ngày lại ngày trôi qua ta làm thêm chút tiền lớn gửi về cha mẹ già. Đàn em thơ đang tôi học hành để mang canh dư cả tô mì gói, cũng nguyện sống lắm rồi làm thuê. Vì mình là người làm thuê.